皆さん、こんにちは。まず、今日はまた、漢字の読むかを勉強しましょう。今日は、二つだけの漢字があります。はい。じゃあ、今日は、続いて、第4漢字ね。今日は、只有2字だけ。はい。各位、có đoán được hình ảnh nào khớp với cái nào không ạ? Rất là dễ đúng không? Rồi, chữ đầu tiên nhé. Ở trên này mình có chữ hưu ở trong nghỉ.Nghỉ hưu, tức là nghỉ ngơi. Bên trái mình có bộ nhân đứng. Và bên phải, đây chính là bộ mộc. Người đứng tựa vào cây để nghỉ ngơi. Và chữ bên dưới người ta gọi nó là chữ hậu. Hậu có nghĩa là phía sau. Thế là ở đây có bộ chỉ đường. Sau này các bạn sẽ còn gặp nhiều chữ Hán mà có phần bên trái giống như thế này. Thì chữ đó nó sẽ liên quan đến xa gần ấy, hoặc nhiều nhất là nó liên quan đến con đường. Và bạn này thì bạn ấy đang đi xa, đi đằng sau cái chỗ con đường lớn ấy.